Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ theo nghị quyết 115 NQCP đặt mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 70% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Để phát triển các sản phẩm của mình, doanh nghiệp này đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho việc hiện đại hóa các sản phẩm cơ khí có thế mạnh như sản xuất thiết bị phòng sạch, thiết bị lọc không khí trong lĩnh vực y tế phục vụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Với mong muốn ngành cơ khí vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia vào nhiều công đoạn đem lại giá trị gia tăng cao hơn. Từ đó các sản phẩm cơ khí mang thương hiệu Việt Nam phục vụ tốt thị trường tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Công ty rất chú trọng đến việc nội địa hóa các cái linh kiện của sản phẩm để công ty tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, cung ứng cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế. Hiệp hội Cơ khí Việt Nam cho biết, những năm gần đây các sản phẩm cơ khí chế tạo của Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể cả về thiết kế và công nghệ. Gần đây, các kỹ sư cơ khí tại Việt nghiên cứu cơ khí Việt Nam đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị trao đổi nhiệt cho các nhà máy công nghiệp. Đây là sản phẩm mà trước đây thường phải nhập khẩu và có giá thành cao. Sản phẩm đã được lắp đặt tại các nhà máy thủy điện Hòa Bình, thủy điện Gia Ly, thủy điện Thác Mơ, Sơn La, Hội Quảng, nhiệt điện Phả Lại. Các cái sản phẩm thiết bị do chúng tôi cung cấp đều được các đơn vị sử dụng đánh giá cao. Chúng tôi đã ký được nhiều hợp đồng với doanh thu cao, tạo thêm nhiều công việc làm cho cán bộ, nhân viên trong viện. Đây là những thành công bước đầu. Trong thời gian tới, định hướng của Nanomet là đầu tư phát triển thiết bị, công nghệ để có thể chế tạo và cung cấp những cái bộ trao đổi nhiệt làm việc trong điều kiện chịu nhiệt độ và áp suất cao của hệ thống thiết bị trong lò hơi của nhà máy nhiệt điện, hóa chất. Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, thời gian qua với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế chính sách của chính phủ, việc tích cực triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tận dụng những cơ hội. Các doanh nghiệp cơ khí này, rồi các cơ quan quản lý cũng phải tận dụng cái hiệp định, các hiệp định thương mại tự do EFTA. Làm sao mà mở rộng cái thị trường? Mở rộng cái sản phẩm của chúng ta sang các thị trường khác, làm sao mà thị trường của được mở rộng trong cái thời gian tới và nhiều cái đơn vị, nhiều cái doanh nghiệp có thể bán hàng cho được nhiều các công ty đa quốc gia hơn. Khi mà chúng tôi đã xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường mà có ký hiệp định với chúng ta thì cái thuế thì cũng là được giảm. Tuy nhiên thì cái việc đấy sẽ được cực kỳ hiệu quả khi mà chúng ta xuất khẩu nhiều hàng hóa. Tuy nhiên, nhìn nhận từ phía Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho thấy, mặc dù doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã chủ động tham gia chuỗi cung ứng, nhưng thực tế để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong dài hạn, doanh nghiệp rất cần chính sách ổn định và xuyên suốt. Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng, đóng góp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. Theo chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực linh kiện phụ tùng bao gồm linh kiện phụ tùng kim loại, cao su và điện tử đến hết năm 2025, đáp ứng được 45% nhu cầu cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, cung ứng được 65% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. Với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày, ưu tiên phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, ngành da giày đạt 75-80% với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong công nghiệp công nghệ cao.
Từ những mục tiêu trên cho thấy phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng về nền kinh tế, phát triển bền vững, giúp tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, từ đó tạo tính lan tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.